Cô Hiền chào các con, và hôm nay chúng ta vào bài học tiếp theo có nội dung là số trung bình cộng. Các con lấy sách vở ra học bài cùng với cô nào. Đầu tiên, mục tiêu buổi học hôm nay đó chính là cô sẽ giúp cho con hiểu được ý nghĩa của số trung bình cộng trong thực tế, biết cách tính số trung bình cộng của 2, 3 hoặc nhiều số. Đầu tiên ta đến với nội dung. Ví dụ 1 nào. Ba em Mai, Hoa và Tùng cân nặng lần lượt là 35, 42 và 31 kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg? Và với bài toán này các con thử tự suy nghĩ giúp cô trong vòng 15 giây. Xem nếu gặp bài toán này các con sẽ xử lý như thế nào nhé. Và bây giờ cô và con cùng giải bài toán này nào. Chúng ta ghi là giải vào vở nào. Muốn tìm trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg thì bước 1 các con phải tính cho cô tổng 3 em cân nặng bao nhiêu kg. Ta sẽ lấy 35 kg cộng với 42 kg cộng với 31 kg, kết quả bao nhiêu nhỉ? Đó là 108 kg. Và người ta hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg thì ta sẽ lấy cân nặng của ba em. Thì ta sẽ lấy tổng cân nặng của ba em. Sau đó chia cho mấy đây nhỉ? Chia cho 3. Và ta trả lời là trung bình mỗi em cân nặng là 108 chia cho 3. Và kết quả là trung bình mỗi em sẽ cân nặng là 36 kg. Và ta đáp số giúp cô là 36 kg. Thế bây giờ cô có một câu hỏi cho chúng ta này. Tại sao lại có bài toán này? Người ta hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg để làm gì con biết không? À, để đưa ra một mức trung bình 3 em. Thế thì nếu 3 em này mà không có học sinh nào mà quá béo phì chẳng hạn, thì khi mà kết quả ra tính trung bình mỗi em cân nặng là 36 kg thì chúng ta có thể thấy rằng là bạn Hoa là 42 kg thì cân nặng lớn hơn mức trung bình. Như vậy là bạn hơi béo một chút so với mặt bằng chung của các bạn, đúng không? Còn bạn Mai và bạn Tùng thì cân nặng là 35 và 31 kg thì nhỏ hơn mức trung bình chung của cả ba bạn. Như vậy là ta thấy được là hai bạn này hơi gầy một tí và cần ăn nhiều hơn một chút nhé. Đó là ý nghĩa của số trung bình cộng trong bài toán này. Như vậy các con thấy rằng là người ta xuất phát nghiên cứu trung bình cộng là đều có mục đích ý nghĩa. Và từ bài toán này chúng ta đã thấy được ý nghĩa của trung bình cộng trong thực tế. Và từ đó ta sẽ suy ra là muốn tìm trung bình cộng của cả ba số thì ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ lấy tổng 3 số chia cho 3. Các con ghi cho cô nhận xét này vào vở. Muốn tìm trung bình cộng của 3 số, ta lấy tổng của 3 số chia cho 3. Bây giờ cô và con cùng vào bài trắc nghiệm đầu tiên. Mẹ cho hai anh em 80 cái kẹo. Hỏi trung bình mỗi người được bao nhiêu cái kẹo? Đáp án A 80 cái, đáp án B 40 cái, đáp án C 50 cái và D là đáp án khác. Chúng ta có 15 giây suy nghĩ nào. Rồi, và các bạn chắc là đều tính được câu này đúng không? Mẹ cho hai anh em 80 cái kẹo thì ở đây là hai người và có 80 cái kẹo đúng không? Trung bình mỗi người nhận được bao nhiêu cái kẹo thì chúng ta phải lấy 80 chia cho 2 và kết quả là 40 cái. Từ hai ví dụ ở trên thì chúng ta có quy tắc tìm số trung bình cộng như sau. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, hay nói tắt là muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Cô giải thích này. Ví dụ bài toán cân nặng của ba bạn thì ta sẽ lấy tổng cân nặng ba bạn, ta chia cho 3. Còn với bài toán chia kẹo vừa rồi thì có hai anh em nên ta lấy tổng số kẹo là 80 cái chia cho 2. Và ở đây đó chính là số các số hạng, nghĩa là có bao nhiêu số thì chia cho bấy nhiêu. Và các bạn ghi cho cô quy tắc này vào vở, cũng như là các con phải học thuộc làu quy tắc này để sau đó chúng ta làm bài tập nhé. Bài trắc nghiệm số 2 nào. Tìm số trung bình cộng của các số 20, 35, 37, 65 và 73. Cô lại cho chúng ta 15 giây suy nghĩ nào. Như cô đã nói ở trên thì muốn tìm số trung bình cộng của các số, ta lấy tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Và ở đây các con cộng hết cho cô 5 số này tổng bằng bao nhiêu? 230 và chia cho mấy số đây? 5 số tất cả, và kết quả là phương án B. Bây giờ cô và chúng ta cùng vào phần luyện tập nào. Bài số 1 của cô đó là tìm số trung bình cộng của số lớn nhất có 5 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số. Như vậy, muốn tìm số trung bình cộng của hai số này, ta phải tìm hai số đó trước. Các con hãy làm vào vở giúp cô trong vòng 3 phút và sau đó cô sẽ chữa. Mình sẽ theo dõi xem mình có làm đúng không nhé. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi. Bây giờ các bạn cho cô biết là số lớn nhất có 5 chữ số là số bao nhiêu? Số lớn nhất có 5 chữ số thì ta sẽ dùng toàn chữ số 9 đúng không nào? 99.999. Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số. Ta lưu ý, số lẻ thì cô đã dạy rồi là các số có hàng đơn vị là 1, 3, 5, 7, 9. Thì ở đây là bao nhiêu? 1001 là số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số. Thế thì bây giờ tìm trung bình cộng của hai số đó ta làm thế nào? Lấy tổng hai số đó rồi chia cho 2 thôi. Ta sẽ lấy 99999 cộng với 1001 và chia cho 2. Thế đến đây cô đã làm gần hết rồi. Các con hãy tính nốt và comment kết quả dưới video này cho cô nhé. Bài số 2 nào. Có 3 bao gạo, mỗi bao chứa 50 kg gạo và 2 bao, mỗi bao chứa 35 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi bao chứa bao nhiêu kg gạo? Để làm bài này tránh bị nhầm, chúng ta hãy tóm tắt cùng với cô vào vở trước nhé. Đầu tiên, chúng ta có 3 bao thì một bao 50 kg. Tiếp tục, 2 bao mỗi bao chứa 35 kg. Và người ta yêu cầu là trung bình mỗi bao. Bây giờ cô đã tóm tắt rồi thì việc tính toán dễ hơn rồi. Các bạn hãy làm vào vở trong 3 phút nhé. Bây giờ cô và chúng ta cùng đi tìm lời giải nào. Chúng ta nhớ lại quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số. Ta lấy tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng, đúng không? Như vậy bây giờ mình phải tìm cho cô tổng tất cả bao nhiêu bao gạo đây? 5 bao gạo nặng số kg là. Thì 5 ở đâu ra? Chính là 3 bao cộng 2 bao, đúng không? Ta lấy 50 nhân với 3 cộng với 35 nhân với mấy đây? Nhân với 2, ra kết quả của 5 bao gạo. Sau đó muốn tìm trung bình mỗi bao nặng là, thì các con chỉ cần lấy tổng vừa rồi chia cho số bao gạo, tức là chia cho 5. Cô chỉ hướng dẫn thôi nhá. Các con hãy làm nốt và comment cho cô biết kết quả dưới video này nhé. Bài số 3 nào. Có 2 túi kẹo, mỗi túi nặng 120 g, và 4 túi bánh, mỗi túi nặng 180 g. Hỏi trung bình mỗi túi nặng bao nhiêu gam? Bài này tương tự như bài 3, cô và chúng ta cùng tóm tắt vào vở nào. Hai túi kẹo thì mỗi túi nặng bao nhiêu? 120 g. 4 túi bánh, mỗi túi nặng 180 g. Và yêu cầu tìm trung bình. Chúng ta có thấy bài này giống bài 2 không? Bước 1, chúng ta phải tính cho cô tổng số kẹo và bánh của tất cả bao nhiêu túi đây? 6 túi, đúng không? Thì lấy 120 nhân với 2 cộng với 180 nhân với mấy? Nhân 4, rồi chia cho tổng số túi bánh và kẹo nhé. Các bạn hãy làm và comment đáp án dưới video này cho cô nhé.